Hello hello, xin kính chào toàn thể quý vị khách hàng ạ. Chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại kênh mua bán của em trong ngày hôm nay nhé. Và ngày hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu cho quý vị khách hàng xem một chiếc xe mới về cửa hàng bên em đi ạ. Một chiếc xe form dáng đẹp, cực kỳ thể thao luôn. Phân khúc xe đến từ thương hiệu của nước Mỹ, đây là chiếc xe Chevrolet Cruze, được sản xuất năm 2015 và đăng ký bánh 2016 ạ. Một chiếc xe gia đình sử dụng và không chạy qua dịch vụ taxi mọi người nhé. Chiếc xe thực sự đã full quá là nhiều đồ rồi. Đặc biệt 2015, 2016 thì mới lăn bánh đúng không ạ? Thì đặc biệt là cũng bây giờ là 2023 rồi. Nó cũng qua khá là nhiều năm rồi đấy ạ. Nhưng đặc biệt nhất đó là lốp xe cua chưa hạ mọi người nhá. Đấy. Đây em quay cho mọi người xem cái lốp xe cua còn chưa hạ đây mọi người ơi. Phải nói là rất là đẹp mọi người nhá. Đây mọi người đợi em một chút này. Vì anh em để cái áo ghế đây. Đấy. Lốp xe cua còn chưa hạ đây mọi người ơi. Đây ạ. Một chiếc xe phải nói là đẹp xuất sắc mọi người nhá. Đấy, cái thông số của nó là 2015 đây. Tất cả các kiểu cái chỗ này của nó còn chưa động chạm gì về cái phần lốp của nó mọi người nhá. Phần cốp này sạch sẽ sáng sủa. Và mọi người xem đây. Đấy, cái đinh bấm hệ thống thoát nước với đằng sau của nó này, phần cốp của nó đây. Và chỉ cốp đây mọi người nha, chúng ta có thể nhìn đấy ạ. Chiếc xe này thì được mang trên mình nước sơn màu vàng cát. Đây là một chiếc xe gia đình, không dịch vụ, không taxi. Nên là mọi người mua một con này, chúng ta về chúng ta sử dụng chạy gia đình thì là miễn chê mọi người nha. Đây, đấy. Chevrolet này, Cruze này, bản LTZ. Form dáng cực kỳ đẹp luôn, với cái này là 2015. Đấy, đầu 2015 nó vẫn là form cũ, đến cuối 2016 nó sẽ được lên cái form này mọi người. Xe có trang bị cảm biến lồi này, cam lồi đầy đủ luôn. Đấy. Bây giờ thì em sẽ quay phần gầm để cho quý vị khách hàng chúng ta có thể nhìn mọi người nhé. Đây ạ, gầm miễn chê luôn mọi người ơi. Rất đẹp luôn ạ. Đặc biệt với chiếc xe Cruze này nó cũng có rất là nhiều tính năng hiện đại. Đấy. Đó là có cửa lock này, đấy. Điều hòa auto mọi người và xe trang bị đề lỗ. Hai chủ khóa khiển theo xe vẫn còn nguyên bản mọi người nhé. Nếu mà quý vị khách hàng mà con cô bác mình đang có nhu cầu quan tâm về một chiếc xe tự động phân khúc C màu vàng cát, tư nhân biển Hà Nội thế này, thì hãy liên hệ với em qua hai số hotline 0906034285 và một số hotline nữa là 0397265286 bà con nhé. Đây ạ, biển Hà Nội rất là đẹp luôn, 30A83109. Dù biển đẹp đến đâu thì chúng ta vẫn không sử dụng được cái biển này, vì biển này là biển của chủ cũ rồi mọi người ạ. Dàn lốp thì còn cực kỳ là ok mọi người ơi. Đây, đấy. Dàn lốp đây cũng còn ok mọi người nhá. Mặc dù là chủ người ta thay một dàn lốp rồi đấy ạ, thay 2020 này. Đấy. Thế nhưng mà xe cua là người ta chưa động chạm gì luôn mọi người nhá. Phanh đĩa 4 bánh đây. Đấy. Và chủ xe người ta độ đèn mọi người nhá. Đây mọi người nhìn này. Đấy. Rất đẹp mọi người ơi. Vào form 2015 thì đèn ở dưới đây của nó mọi người có thể nhìn này. Đây mọi người nhá. Cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Đăng kiểm của chiếc xe này tháng 4 2024 mới hết mọi người ạ. Và hệ thống xi nhan trên gương, đây có cả cam đây mọi người nhé. Cam trên xi nhan trên gương luôn rồi. Đây em quay phần trong nội thất của nó đây mọi người ạ. Tất cả những cái phần ốc yểu của nó mọi người có thể nhìn này. Đây đấy. Đây mọi người có thể xem đây ạ. Xe có trang bị cái lót sàn 3D, có cái áo ghế em để trong cốp đấy ạ. Mọi người thích thì mọi người có thể lấy ra dùng, còn không thì mọi người cứ lấy cái, mọi người để nguyên cái áo ghế xịn này của nó đây. Đây, đấy. Áo ghế xịn của nó này, cửa lock này. Biểu hiện túi khí an toàn đây ạ. Màn hình này. Vô lăng rất là đẹp mọi người nhá. Đây là cái cam này, là cam của bên họ lắp cam ở bên gương nhá mọi người nhá. Đấy chúng ta có thể kiểm tra cái gọi gần như là một cái cam hành trình đấy mọi người nhé. Đấy, gần như là cái cam hành trình đấy luôn. Nội thất ghế da nguyên bản theo xe, rất đẹp mọi người. Một chiếc xe gia đình, những cái phần táp ly của nó mọi người có thể xem đấy ạ. Em cam kết cho mọi người là xe thì giấy tờ đúng pháp luật này. Đấy, còn về phần chất lượng thì em cam kết cho mọi người là xe không bị đâm xô tai nạn mọi người nhé. Đấy, máy zin mọi người. Đây nội thất đằng sau của nó đây. Đấy, lót sàn rất đẹp luôn. Một chiếc xe phân khúc C và tầm tiền bao nhiêu ạ? 298 triệu đồng là em bao gồm phí xuất hồ sơ,
cũng như là hỗ trợ vận chuyển cho mọi người trên toàn quốc. Đây, mọi người có thể xem những cái phần chỉ chiều của nó đây mọi người ạ. Đấy, em quay kỹ, quay sát cho mọi người chúng ta có thể xem mọi người nha. Đây, đấy, đinh chập của nó này. Đây, đấy. Phanh địa bốn bánh mọi người nhá. Đây ạ, phanh địa bốn bánh này. À, quấy 215 thì form này nó đẹp hơn là 215 form cũ mọi người nhá. À, đèn đằng sau đẹp hơn và nhìn nó cũng cá tính, nhìn nó cũng thể thao hơn. Đây ạ. Đây, những cái phần chỉ này của nó mọi người có thể chúng ta có thể xem đây. Đấy. Đấy. Những phần táp ly này. Rất đẹp và bóng bẩy, một chiếc xe gia đình. Động cơ của chiếc xe Crew này là được trang bị động cơ 1.8 mọi người nhá. Đấy, 1.8 ạ. Đây, trên đây của nó này. Cái phần đinh này. Đây. Đấy. Táp ly này. Hệ thống bấm kính lên xuống đây là chốt cửa mọi người nhá. Mở cửa này. Đấy. Chốt cửa, mở cửa đây. Đấy. À, đặc biệt là con này chốt cửa thì họ có ấy cả cái trang bị là hệ thống gương cục xe nữa đây mọi người nhá. Đấy. Đèn thì được trang bị hệ thống đèn auto đây mọi người. Đây ạ. Đấy, mọi người có thể xem này. Vô lăng của chiếc xe rất đẹp đây mọi người ạ. Một chiếc xe gia đình, nhìn cái vô lăng của nó nhìn phải là miễn chê luôn. Và order con này thì chạy rất là ít mọi người nhá. Đây, đấy. Order chạy cực kỳ ít, 8 vạn 8 thôi mọi người ạ. Cực kỳ ít luôn, 8 vạn 8. Đấy. Đây biểu tượng đèn auto này. Màn hình có đầy đủ, kia là cam mọi người nhé. Đấy, gọi như là cam chúng ta có thể quan sát để khi mà chúng ta vận hành ở trên đường đấy ạ. Đây, củ số này rất đẹp, điều hòa auto đây mọi người nhé. Đây, chúng ta có thể mở cốp ở đây. Đấy, củ số đây, phanh tay đây. Hai chìa khóa khiển mọi người nhé. Một chìa khóa em đang để ở đây và một chìa khóa em để trong giấy tờ rồi. Đấy, hai chìa khóa khiển nguyên bản theo xe luôn. Rất đẹp mọi người ạ. Đây em quay phần động cơ của nó này. Đây mọi người xem cái phần này, cốc kia của nó đây. Đấy. Chưa cả tháo mọi người nhé. Dạ vâng ạ, đây là phần khoang máy của chiếc xe Crew 2015 mọi người nhé. Đây mọi người xem về phần máy này. Đấy, đây ạ. À, ốc máy vẫn còn nguyên mọi người nhé. Đây vẫn còn cái quệt của nhà máy này. Đấy, quệt sơn của nhà máy cái đỏ đấy ạ. Đấy, chấm trắng chấm đỏ đấy mọi người nhé. Máy lổ rất là êm luôn. Đèn này thì tại vì là sao ạ? Người ta ấy đèn mọi người. Đấy, người ta ấy đèn cho nên là nó hơi xấu xấu một chút thôi mọi người. Đấy, người ta vì người ta ấy đèn bi mà mọi người. Đây ạ. Vậy này, do người ta ấy đèn bi thôi mọi người ơi, cho nên là nhìn nó hơi chích kem và nhìn nó hơi bẩn bẩn thôi. Đấy, đây, đấy, tại vì là người ta độ đèn mọi người nhá. Cam kết cho mọi người là xe không lỗi mọi người nhá. Máy zin, đấy, sơ cua còn chưa hạ đây mọi người này, ốc ếch chưa vặn tới mọi người ạ. Miễn chê về con này luôn. Mọi người đến chỉ gọi là ai đã mà chạy thử rồi là chỉ có chốt thôi mọi người ạ. Một chiếc xe của nó quá đẹp luôn mọi người ơi. Đây em mở phần lắp dầu cho mọi người chúng ta có thể. Wow, nó rất là chặt. Ôi, lắp dầu chặt quá em không mở được. Nhưng mà mọi người yên tâm là xe sẽ không có hiện tượng đổ hơi thừa mọi người nhá. Đấy. Hệ thống cục ABS đây này. Đấy, đây cũng là két lớp chính luôn mọi người ạ. Đây chỉ chìa phần cabo đây mọi người nhá. Đây, đấy. Cabo này. Dạ vâng, một chiếc xe phân khúc hạng xe đến từ thương hiệu của nước Mỹ và nó là cực kỳ đẹp luôn. Crew 2011 với động cơ máy có là 1.8 à quy đặng. Crew 2015 chứ mọi người, em nhầm. Một chiếc xe Crew 2015 thì đến tận 2016 là mới lăn bánh mọi người nhá. Một chiếc xe rất đẹp luôn, miễn chê miễn bàn. Đấy. Vâng ạ, nếu mà quý vị khách hàng và con cô bác mình đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua hai số hotline đó là 0397 265 286
và một số hotline nữa là 0906034285 nhé. Đó là hai số hotline của em. À, mọi người liên hệ với em để làm gì ạ? Chốt với cái giá tốt nhất mọi người nhá. Mọi người cảm thấy cái giá nào ok thì cứ liên hệ. Xe mới về, đấy có rất là nhiều ưu đãi luôn ạ. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị khách hàng và con cô bác ở những video như là clip tiếp theo ạ.